Xin chào tất cả các bạn. Như ở video trước thì mình đã săn những con cá hiếm mới nhưng toàn lên những con cá hiếm cũ. Nhưng không sao, ở video lần này mình sẽ săn bằng được một con cá hiếm mới. Một cái bóng bốn, có lẽ là hải cẩu mọi người ạ. Đây rồi mọi người ơi, một cái bóng năm. Giờ mình sẽ câu lên xem được con gì nhé mọi người. Tiếp tục là một cái bóng năm. Giờ này giờ có dâu trắng thì mình nghĩ sẽ lên dâu trắng mọi người ạ. Đó, mình đoán không bao giờ sai được. Nhưng thật ra mình đã quay từ trước rồi.